Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay chống dịch. Cạn kiệt nguồn dự trữ máu do ảnh hưởng của bệnh COVID-19. Liên kết khai thác tiềm năng du lịch đường đá cổ Pavia, Lào Cai. Nâng cao giá trị cây ổi ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian này các địa phương đang rất tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, biện pháp với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Ghi nhận tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, địa phương giáp danh với thành phố Hà Nội và có nhiều công nhân lưu trú. Xã Vĩnh Phúc, một trong những địa phương ở Văn Giang, hiện đang có số công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các doanh nghiệp lưu trú lại nhiều nhất với khoảng 800 người. Trong đó có 6 người Trung Quốc. Tuy nhiên, 4 người trong số đó đã về ăn Tết đến nay chưa trở lại. 2 người còn lại hiện đang ở tại nơi làm việc và vẫn bình thường. Trước tình hình này, xã Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức phòng dịch, thường xuyên kiểm tra số công nhân ra vào và lưu lại tại địa phương. Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công nhân lưu trọ. Chúng tôi phân công chi tiết từng thành viên đến từng thôn, từng xóm. Hai là giao cho công an xã phối hợp với trạm y tế xã rà soát toàn bộ người làm ăn ở Trung Quốc và những người Trung Quốc đóng ở trên địa bàn để làm sao là theo dõi rồi là đảm bảo tốt cho công tác phòng dịch, theo dõi, quản lý cho tốt các cái đối tượng người Trung Quốc. Tại khu đô thị Eco Park, các hoạt động vui chơi đều đã được đơn vị dừng không tổ chức, lượng người đến tham quan, chiêm ngưỡng, ăn uống giảm hẳn. Tại các công sở, trường học, công tác vệ sinh phòng dịch vẫn được thực hiện thường xuyên hàng ngày. Phun khử trùng thì nhà trường đã tiến hành 2 lần. Và khi các em trở lại lớp thì chúng tôi sẽ tiếp tục là dọn vệ sinh một lần nữa, lau khô mặt bàn và các cái vật dụng bằng cồn và đón các em trở lại học tập, đồng thời cũng tuyên truyền để các em tự trang bị các phương tiện vệ sinh cá nhân như là khẩu trang, thế rồi là nước xịt khuẩn khô, thế và các em mang bình nước cá nhân đi. Thế và ở đồng thời ở các lớp thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một số vật dụng, ví dụ như là nước xịt rửa tay khô, thế rồi là khẩu trang để phòng những em nào quên hoặc các em có thể rơi mất trên đường thì các em cũng có những cái để dùng. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo huyện Văn Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch từ xa với phương châm chống dịch như chống giặc, bố trí khu vực cách ly bệnh nhân nếu có, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng khám, điều trị, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện có người bệnh. Gần 30.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay khô và tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch đã được các đoàn viên thanh niên phát cho người dân tại các điểm công cộng, khu chung cư tập trung đông người tại tỉnh Hưng Yên. Phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hơn một tuần qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung tuyên truyền vận động đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, đồng loạt 10 huyện thành thị đoàn, các chi đoàn sở ban ngành đều đồng loạt ra quân, phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân tại các khu dân cư và các địa điểm công cộng như quảng trường Nguyễn Văn Linh, trên các tuyến đường chính của huyện thành thị tại cổng các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp về phòng tránh như là các cái biện pháp để mà vệ sinh. Đối với đoàn viên thanh niên trong sở, chúng tôi cũng cố gắng huy động làm sao để anh em đoàn viên thanh niên ra để làm những công việc về cộng đồng như này để các đoàn viên nhận thức sâu rộng hơn về các cái công tác cộng đồng xã hội. Bên cạnh nguồn khẩu trang, dung dịch rửa tay khô được cấp từ các huyện thành thị, một số đơn vị đã có cách làm linh hoạt khi huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp. Trong lúc số lượng khẩu trang khan hiếm và rất khó mua, đoàn thanh niên các đơn vị như chi đoàn sở nông nghiệp, chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chi đoàn công an thành phố đã huy động được nguồn khẩu trang lớn là 20.000 khẩu trang và gần 200 chai dung dịch rửa tay khô. Đặc biệt, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã kết hợp cùng khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường điều chế 1.500 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn để phát miễn phí cho người dân, trường học và một số đơn vị quân đội. Có ban lãnh đạo khoa có bàn bạc với nhau và sau đó thì thống nhất ý kiến thì xin ý kiến nhà trường và cũng được cả cái sự ủng hộ rất tích cực của đoàn thanh niên ở nhà trường thì khoa đã tiến hành
sản xuất thử nghiệm cái dung dịch rửa tay khô sát khuẩn. Mục đích chính của cái sản phẩm này là chung tay với cộng đồng và bảo vệ sinh viên, cán bộ, giảng viên trong khoa. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện thành thị đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ cũng như nguồn xã hội hóa về nguyên liệu, vật tư y tế để chung tay vì cộng đồng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Hải Dương đang tích cực chỉ đạo và triển khai các biện pháp cấp bách để dịch bệnh không bùng phát và lây lan trên địa bàn. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cũng ban hành chỉ thị ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả 25 xã, phường, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, đồng thời lên phương án bố trí khu cách ly tập trung. Chỉ trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 2, thành phố đã thực hiện phun thuốc khử trùng tại tất cả các cơ quan, công sở và 115 trường học trên địa bàn. Các xã, phường phân công cán bộ bám sát địa bàn khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ những trường hợp người nước ngoài, người đi từ vùng dịch có dịch đến thành phố. Theo dõi sức khỏe để kịp thời cách ly khi có dấu hiệu bất thường, thành phố cũng đã sớm yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, karaoke, kinh doanh internet, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các nhóm trẻ tư thục. Thành phố Hải Dương cũng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Một nhóm Zalo được lập với sự tham gia của 330 thành viên là cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến các phường, xã, khu dân cư để cập nhật thông tin 24/24 giờ về tình hình dịch bệnh và chỉ đạo các biện pháp ứng phó. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra đối với các nhà thuốc tư nhân, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế cố tình găm hàng, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh. Trung tâm y tế thành phố chủ động các kịch bản và các phương án sẵn sàng phòng chống dịch khi có các tình huống xảy ra trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Duy trì chế độ trực sẵn sàng tiếp nhận giải quyết các thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực cho việc dự phòng cách ly, điều trị theo phương châm 4 tại chỗ. Với tinh thần chủ động quyết liệt, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Hải Dương quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Trước Tết, nhiều lịch hiến máu đã được lên kế hoạch nhưng đến nay đều được trì hoãn hoặc hủy bỏ trước những lo ngại bởi tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, không ít bệnh nhân cấp cứu và điều trị tại bệnh viện vẫn đang hàng ngày chờ được truyền máu. Sau Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu đã xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có Hải Dương. Máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng không dài, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu. Đặc biệt, thời điểm này giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu máu trong điều trị càng trầm trọng hơn. Năm nay thì này càng khó, vấn đề khó khăn và trở lên trầm trọng hơn, khi là tất cả những cái viện trung ương cũng như tất cả các tỉnh về rất khó khăn về công tác là thu gom máu để phục vụ trong chuẩn đoán và điều trị. Cho đến giai đoạn này thì gần như là chúng tôi đã thiếu máu rất nhiều, kể cả từ trung ương địa phương đều phải vận động người nhà tham gia để hiến máu để có lượng máu truyền cho người bệnh. Tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp ảnh hưởng đến việc tổ chức hiến máu của nhiều cơ quan đơn vị, khiến cho nguồn máu càng thiếu. Mỗi năm sau dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu được khắc phục nhờ vào việc tổ chức hiến máu của các cơ quan, trường học thông qua hoạt động của lễ hội Xuân Hồng. Tuy nhiên, lượng máu phục vụ cho cấp cứu thời gian qua chủ yếu được huy động từ người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Hiện nay là các hoạt động tập trung đông người thì không được tổ chức. Thế và chính vì vậy cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, đặc biệt là công tác tổ chức để thu nhận máu. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là các cấp các ngành cùng với cộng đồng chung tay để kiểm soát và cái dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Từ đó thì sẽ có những cái văn bản mới, những cái giải pháp mới để Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tuyên truyền vận động và tổ chức được những cái buổi hiến máu để thu được máu để điều trị cho người bệnh. Hoạt động hiến máu tình nguyện bị đình trệ, trong khi số lượng bệnh nhân nhập viện để khám chữa bệnh lại đang tăng lên từng ngày,
khi nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức thiếu hụt trầm trọng, không còn đảm bảo khả năng cấp cứu điều trị. Nếu không có những giải pháp cấp bách với tình hình này, tình trạng khan hiếm máu sẽ ngày càng thiếu hụt trầm trọng hơn. Theo báo cáo của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày hôm nay, cả nước đã ghi nhận có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng gây ra tại 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh, với tổng số gia cầm phải tiêu hủy trên 43.000 con. Mới nhất là tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 11 tháng 2, địa phương này đã ghi nhận 2 ổ dịch cúm gia cầm xảy ra tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ, làm chết và tiêu hủy gần 9.000 con vịt. Theo thống kê của Cục Thú y cho thấy, cúm gia cầm do virus AH5N6 xảy ra nhiều nhất trên đàn gà với tỷ lệ 94%, trên đàn vịt chiếm 5% và trên đàn ngan là 1%. Trước tình hình trên, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện khẩn về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đang chăn nuôi hơn 9 triệu con gia cầm các loại. Mặt khác, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm diễn ra ở khắp các địa phương. Thực tế hoạt động chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh cho thấy, các hộ chăn nuôi khi nắm bắt tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đã nhanh chóng có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo vệ hoạt động chăn nuôi của gia đình mình. Để phòng ngừa cúm gia cầm, trong những năm qua, tỉnh duy trì thực hiện tiêm vaccine phòng cúm gia cầm 2 đợt một năm, ưu tiên hỗ trợ 100% chi phí vaccine cho đàn gia cầm bố mẹ. Chính Cục Thú y khuyến cáo đề nghị các hộ chăn nuôi trong địa bàn thực hiện một số biện pháp trọng tâm. Trước hết là thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm, đặc biệt là vaccine cúm gia cầm. Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi định kỳ từ 1 đến 2 lần trong một tuần. Khi mua con giống về nuôi thì phải mua từ những cơ sở có uy tín, chất lượng, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sức khỏe của đàn gia cầm. Khi nghi ngờ có gia cầm mắc bệnh thì phải cách ly ngay những con ốm và báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Người chăn nuôi, người vận chuyển giết mổ gia cầm và sử dụng thực phẩm tươi sống từ gia cầm cần lưu ý chỉ ăn thịt và các sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch và mua từ các nguồn tin cậy. Thực hiện ăn chín, uống chín, đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc với gia cầm sống và khi giết mổ gia cầm, không vận chuyển, buôn bán, giết mổ, sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có gia cầm ốm chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn để xử lý theo quy định. Cùng với đó, người chăn nuôi gia cầm cần tăng cường áp dụng hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững. Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng và kinh nghiệm, việc ứng dụng kỹ thuật vào trong trồng trọt, người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang làm giàu từ những cây trồng thế mạnh như vải, bưởi, quất, trong đó có cây ổi ở xã Liên Mạc. Từ những năm 1990, nhận thấy cây vải không còn phù hợp với địa phương, người dân xã Liên Mạc đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ổi. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các hộ trồng ổi tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, chú trọng đến sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao năng suất, mẫu mã và chất lượng quả ổi. Từ một vài hộ trồng nhỏ lẻ ban đầu đến nay, toàn xã Liên Mạc có gần 500 hectare trồng ổi, trong đó hơn 125 hectare được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện địa phương này đang từng bước hình thành những mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định, tránh tình trạng người trồng ổi bị ép giá. Bên cạnh đó, đồng hành cùng bà con nông dân vùng trồng ổi là các tổ chức tín dụng, hợp tác xã cũng góp phần không nhỏ tạo sự hỗ trợ cho người dân trong việc phát triển cây trồng thế mạnh của địa phương. Chè San Tuyết là đặc sản nổi tiếng của vùng cao huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đồng bào dân tộc Sao tại xã Mồ Xì San hiện đang học cách chăm sóc những cây chè cổ thụ trồng tự nhiên để cây chè đặc sản này đến được với người yêu trà trên cả nước. Những cây chè San Tuyết mọc hoang dã ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển. Trên dãy Hoàng Liên Sơn vẫn còn những cây chè cổ thụ cao từ 20 đến 30 mét, gốc cây to đến 2 người ôm. Đây là những báu vật của đồng bào người Dao ở xã Mồ Xì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Búp chè San Tuyết luôn có một lớp lông mịn và dày, khi sau khô chuyển sang màu trắng như có lớp tuyết phủ. Trước đây bà con thường chặt hoặc bẻ cả cành to về lấy búp, khiến sản lượng chè không nhiều mà còn có hại cho cây. Nay bà con đang học cách hái chè và học cả cách bảo tồn những cây chè cổ thụ.
xã Mồ Xì San hiện có khoảng vài trăm cây chè cổ thụ đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con hiện đã liên kết với nhau trong hợp tác xã Biên Cương để cùng bảo tồn, nhân giống và phát triển vùng chè San Tuyết, hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, tạo ra được nguồn thu ổn định lâu dài. Nổi tiếng là một trong những sản vật của dãy Hoàng Liên Sơn, thương hiệu chè San Tuyết của đồng bào người Dao ở xã Mồ Xì San, dù đang bắt đầu được xây dựng, nhưng hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ rừng. Xã Y Tý, huyện Bát Sát được mệnh danh là Sapa thứ hai của tỉnh Lào Cai. Để đáp ứng nhu cầu du khách đến với Lào Cai ngày càng tăng, thì việc liên kết tối đa tiềm năng du lịch ở các địa phương là rất quan trọng. Trong đó, huyện Bát Sát Lào Cai và huyện Phong Thủ tỉnh Lai Châu đang liên kết thúc đẩy tiềm năng du lịch tuyến đường đá cổ Pa Vie. Giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có chung dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Do những điều kiện địa chất đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho vùng đất này những ngọn núi cao, hiểm trở bậc nhất như Phan Xipang, Phu Xin Lung, Pu Ta Leng, Kỳ Quan San, Tả Liên San, Nhiều Cổ San. Thời Pháp thuộc, để thông thương nối liền Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội, Thống đốc Augustin Jean Marie Pavi đã cho khảo sát và xây dựng một con đường từ Mường Hôm, Sàng Ma Sáo, Chạp Phà, tỉnh Lào Cai, vượt đèo gió thuộc dãy Nhiều Cổ San sang Sàng Ma Pho, Chạp Phà, Phong Thổ, Mường So, tỉnh Lai Châu, dài 80 km. Năm 1927, con đường được xây dựng. Hiện nay, tuyến đường đá cổ được người dân đặt tên là Pavi này còn giữ nguyên được hiện trạng với chiều dài hơn 10 km. Tuyến đường đá cổ Pavi xuyên qua cánh rừng già nguyên sinh, hiện nay cơ bản vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ cũng như các giá trị văn hóa lịch sử. Trong thời gian tới, huyện Bát Sát và Phong Thổ tiếp tục bảo vệ, giữ gìn nguyên hiện trạng đường đá cổ. Chỉ nâng cấp cải tạo những điểm đã hư hỏng, phát dọn sạch sẽ cỏ dại để việc đi lại được thuận lợi. Ngoài ra, hai địa phương cũng đang sưu tầm, nghiên cứu, tìm hiểu thêm thông tin lịch sử về con đường đá cổ Pavi để cung cấp quảng bá đến du khách. Tôi phối hợp với Sở Văn hóa Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lai Châu đánh giá tiềm năng phát triển cái tuyến điểm du lịch này nhằm thu hút khách du lịch trong nước như khách du lịch quốc tế biết đến hình ảnh du lịch của huyện Bát Sát với rất nhiều các cái tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, từ đó để thu hút các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Con đường hoàn toàn bằng đá, xuyên rừng, xuyên núi này có giá trị về lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại, là tài sản hết sức quý giá của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Khai thác giá trị con đường đá cổ cũng đồng nghĩa với việc đánh thức tiềm năng du lịch của một vùng đất giàu có về giá trị văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp của Lào Cai. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình đã quan tâm thực hiện công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều những khó khăn. Phóng sự sau sẽ đề cập đến vấn đề này. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có trên 1.200 học sinh khuyết tật đến học hòa nhập tại 312 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cụ thể là cấp mầm non có 61 trường với 121 học sinh khuyết tật, cấp tiểu học có 129 trường với 732 học sinh, cấp trung học cơ sở có 105 trường với 378 học sinh khuyết tật và cấp trung học phổ thông có 17 trường với 36 học sinh. Toàn tỉnh có hơn 3.000 giáo viên tham gia dạy hòa nhập cho học sinh khuyết tật, trong đó chỉ có 6 giáo viên dạy chuyên biệt. Số trường có phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập là 88 trường. Việc thiếu thốn về trang thiết bị chuyên biệt hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, hòa nhập là một khó khăn không nhỏ đối với giáo viên. Những năm qua, việc tổ chức dạy học đối với học sinh khuyết tật được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ. Các em được miễn giảm một số môn học hoặc giảm nhẹ yêu cầu môn học, được bố trí chỗ ngồi thuận lợi nhất trong lớp học, giúp các em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cùng các bạn để giảm bớt sự tự ti mặc cảm. Cùng với đó, cán bộ giáo viên đã tư vấn hỗ trợ cho cha mẹ học sinh khi cần thiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày và quá trình học tập của các em, hỗ trợ sách giáo khoa, tài liệu phục vụ giáo dục. Đối với phụ huynh thì nhà trường làm công tác tuyên truyền và vận động
để tuyên truyền phụ huynh về cái ý nghĩa cũng như cái tác dụng của cái việc mà can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, để động viên là gia đình các cháu là đưa các cháu đi khám sàng lọc và sau đó thì có cái can thiệp sớm, cũng như là nếu như đối với những cái cháu mà nặng hơn ấy thì cũng là tư vấn để cho bố mẹ các cháu là đưa các cháu đến các cái trung tâm giáo dục chuyên biệt. Được học tập trong một môi trường hòa nhập là biện pháp quan trọng giúp cho trẻ khuyết tật hiểu đúng về năng lực của mình, từ đó phát huy những tiềm năng và tự phát triển. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội để khắc phục những khó khăn nhằm tạo môi trường giáo dục bình đẳng và chất lượng cho học sinh khuyết tật. Từ nhiều năm nay, thầy cô trường mầm non Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thực hiện trồng rau sạch, cung cấp vào các bữa ăn cho các cháu tại trường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.